Các bạn có khỏe không? Lâu lắm rồi tụi mình mới gặp lại nhau đúng không? Và hôm nay tôi nhớ là mình còn nợ các bạn một cái lời hứa là lập to-do list sao cho nó hiệu quả. Sắp tới thì tôi sẽ có một vài cái xáo trộn chút xíu về cái chỗ ở. Cho nên tôi tranh thủ ngày hôm nay tôi dành ra một cái không gian yên ắng để có thể chia sẻ với các bạn về cái mẹo lập to-do list sao cho nó hiệu quả. Và để trước tiên thì các bạn cần phải chuẩn bị một cái tờ giấy để mình làm to-do list. Thì cái tờ giấy này các bạn có thể là lấy tờ giấy bằng phân nửa cái này cũng được, và bự hơn cũng được. Cái kích thước của nó phù hợp vào cái bàn làm việc của các bạn á, để làm sao mà cho nó gọn và nó vừa đủ. Thì thông thường chúng ta hay tham á các bạn, chúng ta hay ghi một cái danh sách rất là dài để mà mình làm mọi việc trong ngày. Nhưng mà cái kinh nghiệm của cá nhân tôi nha, thì tôi thấy làm cái việc đó nó làm cho mình cảm thấy quá tải hơn là nó hoàn thành được đúng hẹn. Thì các bạn có thể thử là chúng ta lập năm đầu việc thôi, và sau khi xong năm đầu việc đó thì các bạn có thể thêm vào những cái đầu việc khác. Và mình sẽ ưu tiên là to-do list với những cái việc mà mình cảm thấy là nó khó hoàn thành và nó gấp rút, có nghĩa là nó có cái tầm quan trọng cao hơn những cái việc khác. Ok, khi mà các bạn lập đó, thì các bạn nhớ là mình nên ghi hai màu mực nha. Hai màu mực ở đây tôi dùng là xanh với lại đỏ. Thì mình sẽ ghi cái ngày mà mình sẽ viết to-do list mình cần. Ví dụ ngày hôm nay là ngày 25 tháng 10 2024. Nó bị mờ các bạn ơi, sao lấy nét đây. Ok, 25 tháng 10 2024 ha. Và mình sẽ ghi vào những cái việc mà mình cảm thấy là nó quan trọng và nó khó làm bằng một cái màu mực thông dụng hơn là màu xanh. Thì ví dụ như tôi ghi việc đầu tiên tôi cần làm là tôi viết to-do list. Tại sao cái việc này lại là quan trọng? Tại vì nếu bạn không viết cái này thì nguyên một ngày của bạn có thể bị quên những cái việc quan trọng và bạn chìm đắm vào những cái trò giải trí, tiêu khiển, hay là mình làm việc theo kiểu lơ tơ mơ, không có tập trung đó các bạn. Nên là các bạn lưu ý là chúng ta hãy viết to-do list đầu tiên là cái việc cần làm trong ngày. Rồi cái việc thứ hai mà mình phải làm mà mình có thể là mình hơi khó làm nhưng mà mình lười biếng, đó là cái gì? Như tôi đi thì có lẽ là tôi sẽ viết ngắt xanh. Đây là một cái bộ truyện thiếu nhi mà tôi đang viết. Thì tôi sẽ là tôi viết xong rồi các bạn, bây giờ tôi chỉ có chỉnh lại thôi mà tôi lười từ ngày này qua ngày khác đó. Cho nên là tôi ghi là done, ở đây là hoàn thành hay ngắt xanh. Rồi chỉnh. Rồi cái thứ ba là đọc xong sách. Thì bữa nay tôi đang đọc cái cuốn là Cha Mẹ Độc Hại. Thì tôi nghĩ là nổi cái việc là ngắt xanh với lại đọc xong sách là nó đã hết ngày rồi. Và đây là hai cái việc gần như là quan trọng nhất của ngày hôm nay. Và cái việc thứ tư nữa là tôi thu và edit video dài. Tại vì thường là hàng ngày tôi làm cái video ngắn rồi, thì bây giờ tôi sẽ làm video dài. Cái này là quan trọng hơn, cái này là khó hơn đó. Rồi sau đó thì các bạn sẽ đánh dấu nha. Các bạn sẽ đánh dấu, ví dụ như là trong bốn cái này, tôi chỉ ví dụ thôi, các bạn có thể là ghi 5 đầu việc, 7 đầu việc hay 10 đầu việc là tùy các bạn. Tuy nhiên á, nếu mà các bạn viết càng nhiều thì các bạn sẽ càng áp lực và càng cảm thấy nó mệt. Tốt nhất là mình viết khoảng 5 tới 7 đầu việc để mình cần làm trong ngày. Đó, như hồi nãy giờ tôi hướng dẫn các bạn ha. Rồi, thì cái to-do list này nó sẽ là, tôi sẽ đánh số các bạn để ý nha. A, B, A1, A2, B1, B2. Rồi đây, khi mà tôi đánh số như thế này, khi mà tôi nhìn vô, các bạn nhìn, các bạn cũng biết được A1, A2 là những cái việc mà mình cần làm đầu tiên. Mình làm A1 xong, mình sẽ làm A2. Sau khi mình làm A xong rồi, mình mới làm tới việc B, B1, B2, các bạn thấy ha. Và nó tương tự, nó sẽ là C hay là D. A là tượng trưng cho những việc các bạn phải gấp rút làm, rất quan trọng, nếu không làm sẽ bị thiệt hại gì đó, cảm thấy như thế nào đó. Rồi B là cái việc quan trọng nhưng mà xếp sau cái A. Và C là những cái việc bạn có thể giao cho người khác hoặc là tự làm gì cũng được. D là cái việc là, thí dụ như chữ D đi, đại diện cho những cái việc mà bạn làm cũng được mà không làm cũng không sao. Đó, thì các bạn nhớ là mình sẽ lập danh sách và mình đánh dấu thứ tự như thế này. Thì cái nào mình làm xong rồi mình sẽ gạch bỏ nó đi. Đó, mình gạch bỏ nó luôn. Đây, là mình không để ý tới nó nữa nha các bạn. Làm xong là gạch bỏ luôn, không để ý tới nó nữa.
Rồi vậy thì tôi còn bốn cái việc này, ba cái việc này thôi, và tôi sẽ làm xong ba cái việc này trong ngày hôm nay là ok, là xong, là tôi thấy thoải mái đầu óc rồi, nhẹ nhàng rồi, thì tôi có thể làm thêm những việc khác như là đi bộ nè, ví dụ như là viết một cái bài gì đó nè, hay là lên Facebook đồ vân vân, thì tôi làm gì tôi làm, miễn sao tôi xong mấy cái việc này là tôi thấy ngày hôm nay của tôi ngon rồi đó. Bằng cái cách này các bạn sẽ cảm thấy một ngày trôi qua nó nhẹ nhàng hơn rất là nhiều so với việc mình viết 10 đầu việc và cuối cùng mình làm có một hai cái rồi mình cảm thấy bản thân là trời ơi sao mà dở quá, sao mà lười quá, sao mà trì hoãn quá. Thì khi các bạn chơi cái phương pháp này thì các bạn sẽ tránh được những cái cảm xúc tiêu cực đó, không tốt đó ha. Mình lập to-do list là để giúp cho mình kiểm soát được thời gian của một ngày, làm sao cho nó phù hợp, làm sao cho nó bổ ích và mình làm việc tập trung hiệu quả hơn nha các bạn, chứ không phải là để tự trách mình nhiều hơn vào mỗi tối nha. Ok rồi, thì này là tượng trưng thôi, còn những người bạn nào mà làm nhiều việc hơn thì các bạn có thể thêm vào, tùy các bạn. Ok thì video ngày hôm nay là hướng dẫn cho các bạn làm to-do list vậy thôi, và tôi nghĩ là nó sẽ giúp ích cho nhiều bạn dữ lắm, nhất là những bạn mà luôn cảm thấy mình không có đủ thời gian để mình làm bất cứ cái việc gì hết, mình cảm thấy mình có quá ít thời gian cho bản thân, cho những cái deadline, những cái bài tập về nhà, những cái nhiệm vụ mà sếp giao vân vân mây mây. Thì các bạn thử ứng dụng cái mẹo làm to-do list này và tôi hy vọng là nó sẽ đem đến hiệu quả tốt cho các bạn, cũng như là đã từng đem đến hiệu quả tốt cho tôi. Trên hết, sau tất cả, các bạn chính là cái người quyết định là cái tờ giấy to-do list đó có hiệu quả hay là không. Tại vì nếu mình ghi ra mà mình không làm gì hết thì đương nhiên nó không có hiệu quả rồi. Còn nếu bạn ghi ra và bạn thực sự muốn cải thiện tốt cái chất lượng cuộc sống của mình, muốn cho những cái điều mà mình đang khao khát nó nhanh đến với mình, thì các bạn có thể thử cái cách này và tôi nghĩ là tới 80% là nó hiệu quả đó. Tại vì tôi vốn là một cái người rất là lười, các bạn, lười khủng khiếp luôn, và tôi hay trì hoãn nữa, nhưng mà bằng cái cách này thì tôi chỉ cho nhiều bạn học trò của mình, nhiều bạn bè của mình, các bạn đó làm rất là tốt và các bạn cảm thấy là wow, trước đây em cảm thấy một ngày rất là nặng nề nhưng mà bây giờ một ngày của em trôi qua nhẹ nhàng rồi đó. Thì đó là những cái feedback thật sự mà tôi nhận được, bản thân tôi cũng vậy nên tôi muốn chia sẻ đến với các bạn. Và cái cách này là nó ở trong một cái cuốn sách, đó là để hiệu quả trong công việc. Các bạn tìm đọc cuốn sách đó và nó cực kỳ hữu ích cho những bạn nào cảm thấy quỹ thời gian 24 giờ của mình quá ít ỏi. Các bạn hãy đọc cuốn đó và các bạn sẽ thấy cuộc đời này không có gì là khó hết, chỉ là mình chưa biết cách, chưa tìm ra cách phù hợp để làm thôi. Ok? Rồi, clip ngày hôm nay tới đây thôi và hy vọng nó hữu ích cho các bạn. Nếu bạn thích nội dung kênh, thích tôi, thích cái cách tôi chia sẻ thì các bạn có thể đăng ký kênh để sớm nhận được những video bổ ích khác, cũng như là like, thích cái video này, bình luận bên dưới vì tôi rất thích đọc bình luận của các bạn chia sẻ về những kinh nghiệm các bạn áp dụng, hay là những cái quan điểm cá nhân, hay là những cái chủ đề mà các bạn muốn tôi làm tiếp theo thì các bạn có bình luận ở phía dưới ha. Ok. Chúc các bạn có một ngày thật là thuận lợi, và nếu bạn nghe clip này vào buổi tối thì hy vọng sáng hôm sau các bạn lập to-do list nó tốt hơn. À, có một cái điều nữa mà tôi cảm thấy là tôi chưa làm được, đó là người ta khuyên là nên lập to-do list vào buổi tối, nhưng mà thường thì tối tôi ngủ trước khi tôi lập, cho nên sáng thì tôi mới lập thôi. Thì nếu mà bạn làm được buổi tối thì nó sẽ tốt hơn, vì khi buổi tối bạn lên danh sách vào ngày hôm sau thì não bộ của bạn nó sẽ kiểu như được ra cái lệnh là ngày mai bạn phải làm những cái việc đó, thì nó sẽ chuẩn bị sẵn sàng cho các bạn tốt hơn. Còn nếu mà hôm sau làm thì cũng được, như tôi thì cũng được, nhưng mà để hiệu quả nhất luôn á, những bạn nào cầu toàn quá thì các bạn nên lập danh sách vào buổi tối trước khi đi ngủ. Rồi, vậy nha. Chúc bạn mọi điều thuận lợi, và những cái gì chia sẻ là những cái gì tôi đã làm, cho nên đừng có ai nói tôi là tích cực ảo hay là dạy những cái phi thực tế, không có mấy má, tôi làm hết rồi tôi mới dạy nha. Ok, bye bye.